tấm lòng, sự năng lượng của chị vẫn còn rất là rộng ràng để đóng góp. Như chị đã chia sẻ, tất cả những số tiền thu gom được trong việc ra bán sách, trong các sinh hoạt quản lý nhân quyền, thì chúng tôi nghĩ rằng cái sự bán sách của chị bán sách không phải là mình có từ cái tình cảm đặc biệt của chị đối với quản lý nhân quyền và hơn thế nữa, đó là một cái sự lo âu đầu tư cho những cái nhà đầu tư trong nước. Thì hôm nay đây xin được phép gia đình để nói lời kiểm điểm với chị. Thưa chị Liên Thuận, 71 năm trên dương thế là một thời gian không phải là dài, tuy nhiên chị đã sống hết mình, sống phong phú đối với gia đình, đối với bạn bè, đối với đất nước, đối với xã hội. Thì xin chị cứ thanh thản ra đi và phụ trợ cho công tác và chỉ đạo cho đội chức này. Xin tiễn biệt chị. Bộ tình nghệ sĩ
cái thanh nó phải chị Ninh Thuận có nhiều hoa phúng điếu ghê. Thấy người ta cũng thương chị dữ lắm. Mai dễ thương nhưng mà Ninh Thuận bay dễ thương. Rất nhiều bạn bè. Dạ, nhiều bạn bè. Về đến kia thân đi. Dạ, mẹ tôi cũng về anh.